Xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Hùng Anh. Hôm nay cũng em làm xong ở Kiên Giang rồi, đi về nhà hôm thì hôm nay sẵn tới cử tưới thuốc cho những cây mai si em đã cứu, và em cũng quay lại để cho anh em xem cách em tưới thuốc cho những cây mai si em đã cứu ha. Là tới từng những cây mai si em cứu là một tuần em tưới thuốc một lần nha anh em. Thì sẵn đây cập nhật mấy cây mai nè anh em. Và ổng nhớ cái hai cây mai mà em làm nó khô, mà mấy cây mai mà mua trên mạng nó bị khô em xử lý lại, nay nó đâm tược rồi nè. Em hí ra nó đâm tược rồi, bữa nay đúng 14 ngày nè anh em. Rồi em dở ra em tưới thuốc rồi em chùm lại đây một cây nè. Anh em nào mà có xem là biết cái bữa em làm cái cặp mai này nè. Em quay cho anh em xem đó, nay nó nhú mầm ở đây. Nhiều anh em nói bị khô nhánh rồi có cắt lại cho nó lùng lực đó. Đó anh em. Đây một cây, với một cây này nữa, hai cây nè anh em. Bữa nay nó ra tược nó nhú mầm ở đây. Để với em nói anh em, mình cứu cây mai si, cũng tâm sự với anh em nè, cập nhật cho anh em xem đó, mấy cây em cứu bữa cặp này bữa mới làm. Rồi em quay lên em nói mua trên mạng mà về mấy bà chị phải xử lý không đúng cách đó, rồi nó bị khô nhánh khô cành á, hai cây á anh em. Đó bữa nay em làm nó ra tược lại nè, nó cũng cập nhật lại cho anh em xem ha. Nhưng mà cái này là chưa có dở bọc ra nha, em chỉ dở ra em tưới thuốc, em quay cập nhật cho anh em xem thôi. Rồi em tiếp tục em mà chùm bọc lại cho nó chừng nào nó ra mấy cái lá như vậy nè em mới dở bọc ra ha. Còn mấy cây mai mà không là em xử lý nè anh em, thấy này nó xum xe hết trơn không, đây nó lên tượng anh em thấy không đó. Để rồi cho anh em xem mà tham khảo, với sẵn quay mong anh em cũng xí xá, nói sao ông quay cả clip ông cứ quay tới quay lui hoài không phải là gì. Thì có nhiều anh em thắc mắc nói làm là em không có cập nhật lại, nhưng mà em làm bữa em làm mấy cây này em cũng quay nè, nay nó ra tượng rồi nè, không có chùm bọc, mấy cây này không có chùm bọc nè anh em. Nó nay lên nụ bông không, bữa nay là tới cử hai đó anh em. Đấy rồi cây dưới cú mai thì mình cũng phải kiên trì, nhiều khi cây mai anh em si quá rồi cái nó chậm, đùng nhựa nó chậm ra tược, cũng anh em cũng từ từ đừng có gấp ha. Nó cập nhật những cây mai em xử lý lại cho khách đây. Rồi sẵn đây bữa nay em cho anh em xem mấy cái cây mà bữa hổm mấy cây khúc lùng lùng ông chú cũng đòi liền đó, thì bữa nay em làm ra nó sống được hai cây nè anh em. Một cây đây, một cây đây. Nếu anh em nào mà có xem mấy cái clip mà em xử lý mấy cái cây này đó, em cũng kiên trì không anh em. Đó. Còn cái cây này giờ nó đụng nhựa mà nó chưa lên, nên em vẫn còn chùm bọc. Còn mấy cây này trong đây nè, nó ra nè từ từ hết anh em. Mấy cây này là hình như là cũng gần một tháng rồi đó anh em. Thì cây nào ra tược mạnh thế đó em hí ra nè, xả bọc dưới chân nè anh em thấy không, nó ra tược trong đây rồi em xả bọc dưới chân để chờ nó ra lá thật lên cho nó quen cái thời tiết, chứ không có gì hết anh em. Còn cây nào chưa ra thì mình cứ chùm bọc tiếp tục, cứ kiên trì anh em cứu mai mới nè anh em, cũng đừng nôn nóng. Nhiều khi cây anh em si nặng quá 30 ngày nó mới chở mình, nó mới đùng nhựa nó ra tược cho anh em ha. Thì mình cứ tới từng là tưới nước thuốc à, tưới khi nào cây nhú mầm, đùng nhựa nhú mầm rồi bắt đầu mình mới gãn ngược trở lại, đùng nhựa nhú mầm nó đang quen cái thời tiết rồi thì mình ngưng nước thuốc có thể 14 ngày sau anh em tưới cũng được, đặng để cho nó quen nó chạy đọt. Anh em thấy nhớ mấy cây này nữa không, đây anh em đó, cái cây lùng em xử lý nè, nó không gài em không có tưới nó, để cho anh em xem mà tham khảo. Rồi có nhiều anh em nói thuốc em bắn mắc quá không ai mua đâu, mua mắc quá làm sao cứu. Thì cái chuyện đó anh em nào á thích xài thì em chia cho anh em đó là lại xài, còn không thích thì thôi, chứ đừng vô bình luận nói bắn mắc bắn rẻ, anh em cảm thấy vừa ý và nó có công hiệu thì anh em cứ chia xài, còn không vừa ý thì thôi, cho em cũng không bắt buộc anh em nào, bắt buộc tất cả anh em phải chia thuốc em.
mà về mà xài. Em chỉ quay đây là cách em làm để cứu những cây mai, làm những cây mai để cho nhiều anh em mình có cái hướng mà có mai si để mình xử lý cây mai mình lại mình à, cho nó sống thôi. Còn giả tỷ nước thuốc bây giờ anh em đã chia sẻ tất cả các cái kinh nghiệm để cứu cây của em cho anh em xem rồi. Còn cái nước thuốc thì tùy anh em muốn xài loại nào xài. Còn anh em muốn xài công hiệu giống như em thì alo em để em chia lại cho xài. Chứ em cũng không có bắt buộc anh em nào cũng là coi cái clip của em rồi cứu mai rồi phải mua cái thuốc của em. Nhưng mà có nhiều anh em nhiều khi người ta đồng tình với em, ủng hộ em, coi như người ta muốn xài cho nó đạt hiệu quả cao thì người ta chia cái thuốc lại của em. Mà em nói anh em á, tiền nào của nấy, không phải tự nhiên cái thuốc mà chia trở lại cho anh em xài mà em phải bán mắt. Tại em phối thuốc mắt thì em mới chia thuốc mắt thôi. Còn anh em nào cảm thấy hợp nhãn thì alo em chia lại cho xài. Còn chê mắt thì anh em cứ tìm cái thuốc khác. Còn cái hướng xử lý của em thì em cũng chia sẻ cho anh em rất nhiều rồi. Anh em mới xem cái kinh nghiệm em chia sẻ. Em thì chỉ muốn cho anh em cái hiệu sức mua cây mai, cái học phí mình ở giá thấp nhất thôi, chứ không phải là cái gì hết anh em. Nè cái chai siêu ra ghế nè, bắt đầu là mấy cây như vậy. Em vẫn còn tưới đầu tưới nước thuốc sát gốc nè anh em. Nó 300.000 100cc này, lắm lúc nhiều anh em xài gì biết sao không? Xài Atunit đồ con gấu có 10.000 ha, cung cát đồ có 10.000, giờ cho 10.000 pha được 16 lít nước. Mà của em tới 300.000 100cc như này mà có 50 lít nước à, thì so với cái kia thì nó rất là rẻ. Nhưng mà quan trọng cái thằng nào đạt hiệu quả thôi anh em. Em nói thiệt, giá tỷ những cái chai thuốc quảng cáo trên truyền hình cũng vậy. Người ta nhiều khi có người ta, nhiều anh em phối thuốc đó anh em chưa biết đâu. Em đi cứu cũng có nhiều người khách thì xài cái thuốc 100cc 500.000 nữa kìa, mà người ta chưa dám nói với anh em nữa. Mà cứu cây mai ta không thành công nữa kìa. Nhưng mà em chỉ nói tâm sự anh em vậy thôi. Vậy cũng em không có buồn vậy anh em, mà chê mắt chê ghẻ thì anh em nào thích thì em chia, thích xài giống em, muốn đạt hiệu quả cao giống như em thì chia, thì em chia lại. Còn anh em nào không thích thì thôi, em cũng không có quan trọng cái bản đó. Tại vì thuốc này á, em nói thẳng em phối để em áp dụng cái vườn mai của em với đi cứu thôi, cứu cây rồi em kiếm tiền em sống. Nên mà anh em có chia thuốc hay không chia thuốc gì đó thì nó cũng không có quan trọng gì anh em. Tại vì không chia thuốc thì thuốc của em nó còn của em, chứ đâu có gì đâu. Cái kinh nghiệm thì em chia sẻ cho anh em cách làm hết rồi, thì anh em cứ áp dụng như vậy mà làm cũng được. Còn giả tỷ có nhiều cái loại thuốc nào mà nó rẻ tiền nó hay hơn thì anh em cứ mua về anh em xài mà làm. Chứ ở đây em chia sẻ kinh nghiệm, ở đây em hay nói tới nói lui hoài, em đâu có bắt buộc anh em mà phải mà lấy cái thuốc em về xài mới được. Em không có bao giờ bắt buộc ai hết. Anh em nào thích thì em chia, còn muốn xài thì em chia lại cho xài. Em đã nói hoài, còn không xài anh em cứ xài cái thuốc của anh em. Anh em cái thuốc nào hay hơn, rẻ hơn anh em cứ xài. Tại thuốc em mắc thì em phải chia lại mắc vậy thôi. Em không có đính chính nói tới nói luôn nữa mắc công. Thì đó, xài vẫn xài 2cc cho 1 lít nước. Là cái này là nó đã nhú mầm như vậy rồi anh em. Mình xài thuốc nấm một lần thôi nha anh em. Cái thuốc, cái gói thuốc nấm của em á, anh em xài một lần thôi, rồi mình để dành nó đi, sau này dư mình phun trên lá ngừa nấm. Với em nói cũng cái thuốc của em tưới gốc được và phun trên lá được. Anh em đừng có nghĩ cái gói thuốc nấm đó là để cứu mai si không. Để sau này anh em cây mai anh em mạnh khỏe rồi, anh em lấy cái gói thuốc nấm đó anh em phun ngừa nấm trên lá, nó cũng giống như những dòng thuốc nấm kia thôi. Nhưng mà quan trọng trong cái thuốc nấm này nó có hàm lượng cái gì thì anh em mình tự xài tự hiểu tự biết ha. Nhưng mà em có sẵn cái clip này em cũng nói với anh em luôn là cái gói thuốc nấm của em, nếu anh em nào lấy cái gói thuốc nấm của em á về thì phun trên lá. Ở đây em có áp dụng rồi, thành công rồi, là xài 2g cho 1 lít nước, là coi như một gói 100g đó là anh em xài được 3 bình 16 lít đi. Cho nó 50 lít nước, còn 3 bình 16 lít là nó 48 lít ha, cho nó vậy đi anh em.
để cho chứ anh em đừng có pha mà giống như những cái dòng thuốc kia mà xài 32 lít nước 100 gram mà xài cho hai bình là 50 gram mà cho cái bình 16 lít là nó đậm đặc lắm anh em, sơ hở là nó cháy lá đó nghe anh em. Tại em đã từng bị rồi nên em chia sẻ với anh em vậy đó, dặn anh em thuốc nấm sau này anh em có dư thì anh em phun trên lá thì chỉ xài 2 gram cho 1 lít nước thôi, phun ngừa nấm trên lá. Rồi thì nói tới nói lui cũng vòng vo cũng mất thời gian anh em. Bây giờ tưới thuốc nè. Đây là sẵn nay mà cũng quay thực tế luôn. Bởi để cho anh em thấy, nhiều anh em mới vô sau thôi, còn anh em nào vô trước cũng thấy rồi, nhiều khi coi cà clip em nói em cũng có làm thực tế mà nhiều anh em thì không coi chúng mấy cái cà clip đó anh em. Chúng mấy cà clip tưới thuốc á, nên sẵn hôm nay tưới thuốc là sẵn, sẵn cái thứ nhất, sẵn cập nhật mấy cây mai lại và tưới thuốc, nên quay và chia sẻ nhắc đi nhắc lại để tại sao em hay nhắc tới nhắc lui hoài, để em muốn anh em phải nhớ kỹ cái cách mình làm như vậy cho nó đạt hiệu quả cao. Tại em đây làm đạt hiệu quả thì em phải chia sẻ lại anh em phải chỉ dẫn cho nó cặn kẽ. Rồi như vậy thì anh em chỉ tưới sát gốc như vậy thôi, như gốc này giờ anh em tưới 1 lít thôi nè. Em thường thường dặn anh em tưới sát gốc, và nữa chậu đổ vô nè, này chậu 6 nè, em tưới 1 lít nước thuốc ha, còn cái này chậu 8 nè, đúng không anh em, là em tưới 2 lít thì anh em tưới sát gốc kìa, nửa chậu đổ vô thôi, đừng tưới ra đầu ghế. Tại sao mà em kêu anh em tưới nửa chậu đổ vô thì dưới em kêu anh em mà cố gắng cứu cây mai thì mình vô cái chậu để xuống khoảng chừng gần nửa chậu là cái hở cái mà cái bộ hở cái chậu mình chừng 1 phân cái rễ á, đặng sau này anh em tưới nước thuốc anh em kiểm soát được cái nước thuốc, anh em tưới nửa chậu đổ vô là không bao giờ nhiêu cây mai mình đùng nhựa, thì anh em không bao giờ tưới nước thuốc lên đầu rễ thì nó sẽ đùng nhựa nó ra rễ. Còn như anh em mà làm cái chậu lớn quá anh em không biết cái rễ nằm đâu, còn anh em tưới nước thuốc nửa chậu đổ vô cái nó đụng đầu rễ cái nó bị chai nó lên màu vàng, cái nó xi cây của anh em lại, anh em phải làm lại nữa từ đầu nữa là nó mất thời gian nữa. Bởi em chia sẻ cặn kẽ như vậy, em nhắc tới nhắc lui hoài, vô cứu cây mai là cái bộ rễ nó phải vừa hở cái chậu 1 phân thôi, để xuống 1 khúc khoảng chừng hơn nửa chậu là nó gần đụng cái thành gà chậu của mình cái rễ á, thì anh em sau này anh em tưới nước thuốc tưới trong đây thì nó đâu có lên cái đầu rễ đâu anh em, thì nó đang đụng nhựa như mấy này nè, đang lên tược dày đặng nó kéo cái nhựa ra nè, đặng ra rễ, mà anh em tưới nước thuốc trồng lên thì nó sẽ lên màu vàng nó chai lại thì nó không ra rễ. Nhiều anh em xảy ra tình trạng như vậy lắm, em nhắc đi nhắc lại hoài để cho anh em có cách mà làm thôi. Rồi đó, anh em tưới 1-2 cây đại khái như nè, cái cây này cũng vậy nè anh em thấy không đó, thì mình cũng tưới sát gốc thôi 2 lít, cái chậu 8 là 2 lít, chậu 6 thì tưới 1 lít. Tại cử đầu tiên thì anh em nếu chậu 6 là em cứu mai á, em tưới nước thuốc là tưới chỉ có 2 lít, chậu 8 này là tưới 4 lít. Cử đầu với cử thứ hai, cử đầu nước thuốc ngâm thì mình không nói, mà cử thứ hai là quậy 4 lít nước thuốc, cử thứ ba đổ đi là tưới có 2 lít mà tưới nửa chậu đổ vô, chậu 6 thì tưới 1 lít thôi là nó đã đủ rồi. Nó nè anh em thấy không, em lường cái ca này nó 2 lít 1 thì em nó múc giật chân chút, rồi anh em thấy em tưới không, nó sát chậu không à, sát gốc không à, không dám tưới ra ngoài, tưới ra ngoài nước thuốc nó ra, anh em tưới đây nó cũng rút nước thuốc ra được chứ đâu phải là nó không ra được đâu anh em. Anh em tưới ra đầu rễ thì nó chai đầu rễ, nó không lên, nó không đụng nhựa, nó không lên rễ được thì nó không ra rễ được, thì cái tược của cây mai của anh em ra có một cơ đọt này nè, cứ đứng hoài. Nó nếu mà anh em tưới nước thuốc phân biệt giùm em một cái vậy nữa, cây mai anh em làm nó ra tược như vậy, nó đang đụng nhựa mà anh em tưới nước thuốc chai đầu rễ thì từ từ nè, một tháng sau, hàng tháng mấy sau nó rút hết nhựa của thân cây này nè, là cái ông ngoài này nè, cái đầu nó lên màu vàng lá rồi nó gũ ngược trở lại, nó gụi lại là anh em biết là anh em đã tưới nước thuốc lên đầu rễ nó bị chai rồi, nó không ra rễ được, không hút dinh dưỡng lên được nên nó bị chết cái nhánh này lại, là do anh em tưới thuốc chai đầu rễ đó. Em làm rất nhiều và có cái kinh nghiệm em chia sẻ với anh em vậy đó. Rồi những cái cây này là bắt đầu mình tưới nước thuốc xong anh em chùm bọc lại liền anh em ha, một tuần anh em dỡ ra, cũng như dỡ ra làm chi, xả hơi gió cho cây mai mình nó mát một cái, rồi cái tưới nước thuốc anh em chùm lại. Còn như nhiều anh em thì làm cái chùm luôn, bỏ thì nó nóng trong đó, nó nóng hoài cây hoài,
còn mình dở ra coi như mình xả gió cho nó ăn cái mình quay trở lại, cái mình tưới nước thuốc cái mình chùm trở lại cho nó đỡ nóng. Cái mai mình nhiều khi thời tiết oi bức đồ này nọ mình nó chùm trong bọc nó cũng nóng anh em, từng anh em xả gió một lần vậy thôi. Rồi em cũng tưới một hai cây như vậy để đại khái với sẵn cập nhật cái cặp mai bữa em xử lý lại làm rễ lại cho anh em xem hai cây bữa em làm clip đó. Rồi em cũng xin chào tất cả anh em nè, phun thuốc nè, phun thuốc sâu nè anh em, nóng gặp thời tiết nắng nóng trụ lá nè, cây này phải xử lý lại nè anh em, chứ vậy sao nó đứng lên được. Một là anh em lại cái lá lại xử lý lại, mà cây này chỉ sang chậu thôi nè, cái này là bị ảnh hưởng phun dư thuốc trái lá nè anh em thấy không, nó bị sốc gặp nắng nóng nó sốc. Rồi em cũng xin chào tất cả anh em, chúc anh em cứu lại những cái mai si thành công ha. Còn anh em nào xem clip em có thương tình em thì nhớ cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký cho mấy clip sau này em đi cứu mai ở Kiên Giang, thấy anh em ít share like cho em quá nên cái clip em cũng ít nhiều người biết đến. Em mong anh em có xem clip thì thương tình em nhớ cho em xin một lượt like để cho cái YouTube nó đề xuất những cái clip em quay để xử lý, để chia sẻ với để tâm sự với anh em cho nó được nhiều người xem anh em, rồi chỉ truyền đạt lại những cái kinh nghiệm của em để cho anh em biết mà cách áp dụng cái mai của anh em. Và em xin chào tất cả anh em, chúc anh em một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Em xin kính chào tất cả anh em.